Xin chào các bạn đã đến với kênh Cây Thuốc Chữa Bệnh Quanh Ta. Để liên tục được cập nhật tin tức về cây thuốc nam mới, quý vị hãy đăng ký kênh. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị một cây thuốc có tác dụng chữa viêm phế quản, hen suyễn, sốt rét và làm thuốc điều kinh. Cây thuốc muốn nói đến hôm nay chính là cây kim phượng. Cây kim phượng có tên gọi khác là điệp cúng, điệp ta, điệp vàng. Cây nhỡ nhãn không có gai, lá kép hai lần lông chim, chẵn cuống lá mang 5 đến 8 đôi cuống phụ, mỗi cuống phụ mang 6 đến 12 đôi lá. Lá chét, hoa mọc thành chùm ở ngọn, hoa to, có màu sắc rực rỡ. Có hai màu thường gặp là màu vàng, điệp vàng và màu đỏ gọi điệp đỏ. Nhị mười thò dài ra ngoài hoa sau khi hoa nở, dài tới 5 cm, trông như đuôi phượng. Quả gần thẳng hoặc hơi hình chữ S, mỏng, chứa 3 đến 8 hạt dẹt. Bộ phận dùng: lá, rễ, vỏ, hoa. Có thể thu hái các bộ phận của cây quanh năm. Công dụng: lá có tính sổ và kích thích, cũng có tính chất điều kinh, dễ chát, xe có độc. Hoa có chất đắng, có tác dụng bổ phổi và hạ nhiệt. Lá thường dùng trị sốt rét nặng và sổ, dùng hãm uống có thể gây sảy thai. Vỏ cũng dùng gây sảy thai, dễ dùng trị thổ tả. Dùng uống trong điều kinh, hoa được dùng hãm uống chữa viêm phế quản, hen suyễn và sốt rét. Cách dùng và liều lượng: ngày dùng 10 đến 20 gram lá, vỏ rễ, dạng thuốc sắc, hãm uống, dùng riêng hay phối hợp các vị thuốc khác. Bài thuốc cụ thể như sau. Bài thứ nhất, chữa sốt rét, điều kinh: lá kim phượng 12 gram, rễ cà xoắn 12 gram, bạch đồng nữ 12 gram. Các dược liệu sao vàng sắc với 400ml nước, còn 100ml chia 2 lần uống trong ngày. Bài thuốc ứng dụng thứ hai, chữa viêm phế quản, hen suyễn, sốt rét. Hoa kim phượng khô 20g, dầu nóng lá nhỏ 30g, hãm uống ngày 1 thang. Hoặc hoa kim phượng khô 20g, nước nóng 500ml, đường 70g, trộn đều, lọc uống nhiều lần trong ngày, mỗi lần 1 ly nhỏ. Chú ý, không dùng kim phượng cho phụ nữ có thai. Trên đây tôi vừa giới thiệu xong tác dụng chữa bệnh của cây kim phượng hay còn gọi cây điệp vàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chuyên mục Cây Thuốc sau.